Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinh Gà Studio. कोना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन यह हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से ना हम मैं भी सेंड यू तो कह रहा हूं कि खूब मैं ये कुछ ये रहा sau 4 năm का बैक đó chính là cái khúc Chiquitaka. Ok, trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học đi thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ để ngón tay chạy lên phía bên mặt bên trái như thế này. Phần hông của mình sẽ khuỵu xuống và đánh qua bên trái như thế này ha. Sau đó mình sẽ để ngón cái ra ngoài và phần hông của mình sẽ nằm ở bên phải và đặt một, rồi sau đó chỉ ngón út ra và đổi hông, đặt và đặt và đặt, cuối cùng là ngón cái của mình sẽ chỉ ra, sau đó mình sẽ đặt bùm bùm tắt là mình bật ngón cái vào trong, rồi mình sẽ hạ tay xuống chỉ tay bên trái lên, rồi mình úp ngược tay lại như thế này, sau đó mình sẽ đánh phần vai và phần người qua bên phía bên trái hai đi chùm chùm tắt. Ok, mình sẽ đi lại nha. 2 đi 5 6 7 đặt 8 and 1 2 3 4 5 và 6 7 8 and 1 2 3 và 4. Sau đó mình sẽ bước chân bên phải xuống dưới và vai bên phải của mình sẽ lật ra đằng sau và ngược lại với bên trái. 2 đi bùm bùm chắc. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay xuống dưới đùi và mình đi ngược lên một cái dùm dùm. Rồi mình đưa hai tay, một tay là úp, một tay là ngửa, mình đưa cái chân qua bên phải, rồi mình dằn theo nhịp chắc chùm chùm chắc chùm chùm chắc chùm chùm. Hai cái cuối cùng là mọi người sẽ bật nhanh lên ha. Sau đó mình sẽ đưa lên như thế này, ngửa đầu ra một chút, rồi mình sẽ đặt hú 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 hú. Phần chân của mình sẽ đổi nhúng như thế này, phần tay của mình sẽ đưa ra. Ok, phần tay trên là mình sẽ rút xuống và phần tay dưới là mình sẽ đưa ra theo cái tiếng hú 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 là mình sẽ đặt xuống như thế này và cuộn tay lên đằng sau gáy, cuộn cuộn dừng, rồi phần cùi chỏ của mình sẽ dằn lên một cái. Ok, và thế là đã xong. Bây giờ mình sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha. Ok, vô nè. 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 và 6 7 8 1 2 3 và 4 5 6 7 chu chu đặt bùm hít bùm hít bùm hít chu chu đặt quê ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Tiki Taka của Tiara rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc hoặc là muốn yêu cầu Vin là bài hát nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin sẽ có thể đọc và giải đáp nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.